Kính chào quý vị và các bạn, ngày nay thứ Sáu ngày 11 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Nga đánh Ukraine, Trung Quốc tập trận đe dọa Việt Nam trên Biển Đông. Từ trước đến nay, Trung Quốc vẫn luôn đe dọa Việt Nam trên Biển Đông vì họ đã vẽ đường chín đoạn và bản thân Trung Quốc cũng đã ra luật và coi vùng Biển Đông cũng có Hoàng Sa và Trường Sa là địa phương của họ và yêu cầu các quân đội nhân dân Việt Nam đóng ở đây phải rời đi. Và đây là hình ảnh Trung Quốc và Nga đã từng tập trận chung trên Biển Đông và họ đã bắn đạn thật rất dữ dội. Vài ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố tiến hành các cuộc tập trận quân sự trên Biển Đông, Bộ Ngoại giao ở Hà Nội lên tiếng đề nghị Bắc Kinh tôn trọng chủ quyền Việt Nam và không có hành động làm phức tạp tình hình. Luận điệu này của Việt Nam từ trước đến nay vẫn lặp đi lặp lại vì Việt Nam dường như cô đơn trong cuộc chiến chống lại Trung Quốc với sức thì yếu mà không có liên minh quân sự nào ủng hộ. Cục Hải sự tỉnh Hải Nam của Trung Quốc hôm 4 tháng 3 đưa ra một tuyên bố trong đó nói rằng nước này đang diễn tập quân sự trong vòng hơn một tuần, bắt đầu cùng ngày và kéo dài đến ngày 15 tháng 3 và cảnh báo các tàu thuyền chớ qua lại vùng này. Vì khi qua lại Trung Quốc bắn đạn thật thì rất có thể những chiếc tàu đó sẽ bị dính đạn và bốc cháy. Điều này không ai muốn cả. Nhưng dường như nó cũng ngầm ý đe dọa Việt Nam. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hợp tác không giới hạn. Giữa Nga và Trung Quốc hiện nay có mối quan hệ rất khăng khít. Và Nga thì luôn ủng hộ quan điểm của Trung Quốc trên Biển Đông. Và một phần khu vực thông báo hàng hải tập trận nêu trên thuộc vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa của Việt Nam được xác định theo UNCLOS, tức là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng đã nói trong một tuyên bố được đưa ra vào mùng 7 tháng 3 dưới dạng trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Hà Nội đối với thông báo tập trận của Cục Hải Nam và Trung Quốc ngày một đầu tư nhiều hơn cho vũ khí, khí tài, quân sự và tiềm lực của họ khác hẳn Việt Nam, đó là rất mạnh. Và Cục này cung cấp tọa độ cho một số khu vực nằm giữa thành phố Tam Á, nơi đặt một căn cứ hải quân lớn của Trung Quốc trên đảo Hải Nam và thành phố Huế của Việt Nam. Như vậy, những tàu thuyền đi qua khu vực này trong thời gian đó bị cấm tiệt. Hà Nội trước đây đã chỉ trích Trung Quốc về hành vi vi phạm chủ quyền của họ do một phần diện tích này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Tuy nhiên, Trung Quốc dường như phớt lờ tất cả những thông tin này của Việt Nam và họ vẫn ngang nhiên tập trận cũng như đưa tàu thăm dò đi lại một cách thoải mái. Đây là hình ảnh tàu thăm dò Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc đã hoạt động nhiều tháng liền trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và khi đó nhà cầm quyền tại Hà Nội phải im lặng, không dám nói gì. Chỉ khi quốc tế đưa rất nhiều tin và người dân Việt Nam đã biết quá rõ thì lúc đó Bộ Ngoại giao Việt Nam mới lên tiếng một cách hết sức cẩn trọng. Và Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc tôn trọng và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa của Việt Nam, và Hằng tiếp tục nói hôm 7 tháng 3, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh không có hành động làm phức tạp tình hình, qua đó góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định khu vực tại Biển Đông. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao cũng cho biết phía Việt Nam đã giao thiệp với Trung Quốc về vấn đề này và rằng Việt Nam luôn theo sát các diễn biến tại khu vực Biển Đông có nhiều tranh chấp. Và dường như Trung Quốc đang lợi dụng tình hình phức tạp tại Ukraine khi Nga tấn công xâm lược tại đây. Mỹ và các nước châu Âu đang bị bận rộn với khu vực Ukraine nên họ đã tìm cách tập trận tại Biển Đông để răn đe Việt Nam. Đây là hình ảnh Trung Quốc chiếm đảo của Việt Nam và xây dựng các căn cứ quân sự khổng lồ nhằm khống chế Biển Đông. Tại đây có những đường băng dài hàng km cho các máy bay hạng nặng và hạng trung có thể cất và hạ cánh. Tranh chấp trên Biển Đông giữa Hà Nội và Bắc Kinh tăng cao khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào năm 2014. Sau đó, nhiều cuộc tranh chấp lãnh hải tại hai quốc gia láng giềng tiếp tục diễn ra, bao gồm việc Trung Quốc đưa tàu thăm dò vào gần khu vực giàn khoan bãi tư chính của Việt Nam. Hà Nội cũng cáo buộc tàu hải quân của Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam ở miền Trung. Và rất nhiều những dự án thăm dò dầu khí của Việt Nam ký với các nước khác đã phải bỏ dở hoặc tuyên bố phá sản vì Trung Quốc luôn gây sức ép với Việt Nam và các hãng dầu khí
không thể đương đầu, Việt Nam cũng không thể bảo vệ chủ quyền của mình trên biển. Trung Quốc vốn tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, chồng lấn lên các tuyên bố chủ quyền của các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam, với đường lưỡi bò 9 đoạn mà nước này đơn phương đưa ra, nhưng đã bị một tòa trọng tài quốc tế tại La Hay của Hà Lan bác bỏ vào hồi năm 2016. Đây là hình ảnh Trung Quốc thua kiện Philippines về vấn đề Biển Đông tại tòa trọng tài quốc tế vào năm 2016. Và từ đó đến nay, Trung Quốc dường như ít chắc hơn đến đường 9 đoạn, nhưng vẫn đòi toàn bộ chủ quyền gần như của Biển Đông thuộc về Trung Quốc. Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao ở Hà Nội hôm 7 tháng 3 cho biết Việt Nam luôn thực thi chủ quyền, quyền tài phán trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982. Nhưng rất tiếc, vừa qua, tại diễn đàn của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã bỏ phiếu trắng cho việc Nga tấn công xâm lược Ukraine. Và giờ đây, khi Trung Quốc đe dọa thậm chí tấn công Việt Nam trên Biển Đông vào các quần đảo Trường Sa, thì Việt Nam không thể biết kêu ai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ 6, ngày 11 tháng 3 năm 2022 với bản tin Nga đánh Ukraine, Trung Quốc tập trận đe dọa Việt Nam trên Biển Đông. Kính mời các bạn xem bản tin chuyên gia đánh giá quân đội Nga có thể sớm sụt đổ. Với những hình ảnh quân đội Nga tấn công vào Ukraine trong suốt nhiều ngày qua, cũng đã chứng kiến hàng đoàn xe quân sự của Nga nối đuôi nhau hàng chục km và rất nhiều xe tăng, xe tải bị vứt chỏng chơ trên chiến trường. Vậy bây giờ liệu Nga có thực sự thua trong cuộc chiến chống lại Ukraine hay không? Trong trường hợp rất khó ít xảy ra này, ít nhất có hai chuyên gia nhìn thấy những dấu hiệu đầu tiên. Đó là việc lập kế hoạch không tốt cho cuộc chiến tranh xâm lược, những dự đoán không chính xác về thành công khi tham chiến và những thương vong nặng nề có thể khiến quân đội Nga sụp đổ. Và đặc biệt, thời tiết tại Ukraine hiện nay rất lạnh, ban đêm có thể âm 10, âm 20 độ. Đây là điểm chết người của những chiếc xe vận tải hạng nặng của Nga. Đây là hình ảnh xe tăng, xe thiết giáp của Nga bị vứt lại khắp nơi tại Ukraine vì hết xăng, vì bị tấn công và hoặc cũng vì quân lính không còn muốn đánh nhau, họ tự đánh hỏng nó. Xét về con số 150.000 binh Mỹ Nga đóng quân ngược bên ngoài biên giới Ukraine và giờ gần như đã nằm hoàn toàn trong lãnh thổ của nước này, những tuyên bố từ các chuyên gia nghe có vẻ khó xảy ra, nhưng có những tiếng nói đầu tiên về sự kết thúc của quân đội Nga sẽ nằm tại đất Ukraine. Và không gì là không thể, trong thời gian vừa qua, chứng kiến hàng loạt các loại vũ khí hiện đại của các nước tư bản như Mỹ, Đức và nhiều nước khác viện trợ cho Ukraine để chống lại xâm lược Nga. Và quân Nga đã bị thiệt hại nặng nề. Sergei, chuyên gia về Đông Âu và là cựu giám đốc của quỹ Boy ở Kiev, viết trong một chủ đề đăng trên tweet rằng có cảm giác như quân đội Nga có thể sớm sụp đổ. Anh ta nói rằng quân đội dường như không còn quân dự bị. Các xe tăng được gửi đến mặt trận là những mẫu xe cũ hơn, không có đầy đủ giáp nữa. Anh ấy thậm chí còn cho rằng một số trong số đó trông giống những chiếc xe tăng để huấn luyện. Ông cũng nói rằng người Nga dường như thiếu các phương tiện vận chuyển cho quân đội của họ và do đó họ phải dựa vào các phương tiện dân sự. Và điều này gây rất nhiều khó khăn cho quân đội Nga trong bước tiến vào Ukraine. Đây là hình ảnh xe quân sự của Nga vứt lại khắp nơi tại Ukraine và người dân kéo về làm chiến lợi phẩm. Được biết, chính phủ Ukraine đã cho phép những ai kéo được những chiếc xe này thì mang về mà không phải đóng thuế. Cuộc xâm lược đang diễn ra rất khác so với những gì tướng lĩnh Nga và bản thân ông Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tưởng tượng. Và dường như cơ số lương thực, thực phẩm, đạn dược, xăng dầu và con người, ông chỉ chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài nhiều nhất đến 7 ngày. Nhưng bây giờ thì số đó đã vượt qua quá nhiều và đâu đâu cũng thiếu. Ukraine nói rằng có khoảng hơn 10.000 lính Nga đã thiệt mạng. Để làm bằng chứng cho điều này, ông trích dẫn vô số máy bay và trực thăng bị bắn rơi kể từ đầu cuộc chiến. Nhưng trên hết là trong vài ngày vừa qua, theo Sunday
Điều này cho thấy lực lượng phòng không Ukraine vẫn hoạt động trong ngày thứ 10 của cuộc chiến và hiện nay đang ngày một kéo dài. Trên thực tế, quân đội Ukraine gần đây đã cập nhật con số thương vong của Nga, hiện đã nêu tên của 39 chiếc máy bay, 40 trực thăng bị bắn rơi. Người Nga được cho là đã mất gần 270 xe tăng cùng hàng trăm phương tiện và súng ống khác. Tuy nhiên, số lượng binh sĩ Nga thiệt mạng chắc chắn phải là rất lớn. Bộ Quốc phòng Ukraine hiện đặt ra ở mức trên 10.000 người. Và những hình ảnh đau thương này được chia sẻ rất nhiều trên các mạng xã hội như Facebook, YouTube cũng như Twitter, khiến người dân trong và ngoài nước Ukraine cảm thấy rùng mình vì sự dã man của quân xâm lược Nga. Đây là hình ảnh quân Nga vứt lại cả xe vận tải, bỏ chạy. Trong những chiếc xe này, quân đội Ukraine khi tịch thu thấy đầy đạn dược được chở. Và họ đã dùng những đạn dược này bắn lại quân Nga. Và riêng dưới lãnh đạo Nga thì từ lâu đã phủ nhận rằng có bất kỳ thương vong nào của họ. Nhưng cách đây vài ngày, họ buộc phải xác nhận là gần 500 binh sĩ đã thiệt mạng, 1.600 người bị thương. Christoph, một chuyên gia của mạng lưới nghiên cứu tại Belgrad cho biết trong một cuộc phỏng vấn với một nhóm các nhà báo quốc tế rằng lãnh đạo Nga sẽ chỉ nêu tên những nạn nhân đã thực sự được xác nhận. Đó là lý do tại sao họ đưa ra một con số tương đối nhỏ. Cũng rất nhiều khả năng phía Nga không dám công bố con số thực tế vì sợ người dân Nga sẽ sốc và các cuộc biểu tình nổ ra sẽ càng dữ dội hơn, có thể làm lung lay đến chiếc ghế của ông Tổng thống Nga Putin. Hiện không ai có thể nói chắc con số về thiệt hại về binh lính và vật chất thực sự cao đến mức nào. Xem theo cách mà giới lãnh đạo quân sự Nga tưởng tượng về cuộc xâm lược, Kozlov nói về một loại chiến tranh chớp nhoáng. Trong bất kỳ trường hợp nào thì chúng đều rất cao. Sumlay cũng đưa ra nhận định các sĩ quan Nga bị giết ngày một nhiều. Ông cho rằng các vấn đề liên lạc trong quân đội Nga là lý do, vì hôm nay các sĩ quan sẽ phải đến gần tuyển tuyến hơn, nơi họ dễ bị bắn chết. Và liên tiếp trong những ngày vừa qua, tên tuổi các vị tướng của Nga bị quân Ukraine bắn chết được công bố. Ngoài ra, các phương tiện kỹ thuật của Nga bị phá hủy rất lớn và những dàn tên lửa trị giá nhiều triệu đô la bị vứt lại. Nga tấn công Ukraine nhưng lại không có phương án B, tức là phương án khi không chiến thắng thì làm sao? Điều này cũng rất nguy hiểm cho Nga. Kozlov cho rằng sức mạnh của quân đội Nga về cơ bản đã được đánh giá quá cao. Ông tin rằng Moscow cuối cùng đã tấn công quá vội vã và kém chuẩn bị. Kể từ khi phương án A, tức là chiến tranh chớp nhoáng, không thành công, rất ít điều xảy ra vào lúc này vì không có phương án B. Một dấu hiệu cho thấy đoàn xe của quân đội Nga đã đứng cách Kiev khoảng 25 km trong nhiều ngày và không hề nhúc nhích hay di chuyển dưới thời tiết lạnh giá. Theo Kiev, có 400 xe tăng trong đoàn xe này hiện đang không hoạt động. Và rõ ràng họ đang đợi hướng dẫn mới ở đó và dễ làm mồi cho tên lửa chống tăng của Ukraine. Và số lượng tên lửa này ngày một nhiều được chuyển đến Ukraine với những loại tấn công rất hữu hiệu. Nó có thể bắn thủng nắp của xe tăng và phá nổ từ bên trong. Đây là hình ảnh Nga đã cắt các mạng xã hội để người dân của Nga không biết gì về cuộc chiến tranh này. Ngoài ra, Nga cũng ra quy định không được gọi đây là một cuộc chiến xâm lược mà chỉ là chiến dịch đặc biệt. Ai vi phạm có thể bị phạt tù đến 15 năm đối với các phóng viên đưa tin. Giống như Sumlay, ông thấy rằng không có dấu hiệu sức mạnh trong việc ném bom các thành phố vốn đã tăng lên đáng kể trong những ngày gần đây. Sumlay nhận thậm chí còn nói về sự tuyệt vọng của người Nga. Và rất nhiều những người Nga, lính Nga sau khi được Ukraine bắt giữ, họ đã gọi điện về gia đình của họ và họ có những chia sẻ, những tâm sự rất bất ngờ. Họ không biết rằng họ đến Ukraine để chiến đấu. Hiện tại có những hình ảnh từ thành phố Cherson, nơi được cho là đã bị Nga chiếm đóng, cho thấy hàng trăm cư dân không vũ trang vẫy cờ Ukraine về phía các binh sĩ Nga và hét lên rằng hãy cút đi. Những công dân không mang vũ trang đối đầu với một nhóm binh lính, sau đó quân Nga buộc phải rút. Một điểm khác có thể lật ngược thế cờ
là lợi thế cho Ukraine là sự nhập ngũ ồ ạt vào quân đội do những người trở về từ nước ngoài. Cách đây vài ngày, Ukraine đã chính thức kêu gọi mọi người tham gia một quân đoàn tình nguyện quốc tế. Người ta nói rằng 1.000 người đã tham gia lực lượng này và cuối cùng thì có tới 16.000 được cho rằng đã tham gia và con số này tăng lên mỗi ngày. Tuy nhiên, quan trọng hơn nhiều là con số do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Olesi đưa ra. Theo ông, hơn 66.000 người Ukraine hiện đã trở về nước của họ để chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, chống lại quân xâm lược Nga.